Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái lốc động mà nó có thể xoay quanh một cái vật thể bất kỳ theo một cái bán kính đã cố định mà mình set. Ngoài ra mình có thể mua cái vật thể đó và vừa mua vừa xoay trong một cái tâm mà đường tròn đã mình đã set ha. Thì để làm một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu thì ở đây mình có một cái bàn bàn ăn ha, hoặc là một cái bàn hộp gì đó mà nó có hình bầu dục hoặc là hình tròn vậy nè. Thì đây mình để mình cóp ra cho các bạn xem ha. Rồi, thì ở đây á, cái vấn đề mình đặt ra, nếu như một cái bàn này á, mình vẽ từng một cái ghế mà mình xoay theo cái tâm của cái bàn này nè, thì có phải là bạn phải cóp từng cái ghế rồi bạn bát 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 này qua không? Để làm sao khi mà những cái người trong cái bàn ăn này hoặc là những người trong cái bàn họp này nè, nó sẽ xoay quanh một cái tâm hình bầu dục của cái bàn này. Thì ví dụ như ở đây á, mình tạo ra một cái lốc như này đi. Mình set cái này là lốc, ví dụ như bàn này bàn họp. Rồi. Quét cái này để tạo lốc ha. Sau đó bit point á, ví dụ như cho cái tâm của cái bàn này á, nó là cái điểm bay boy của cái lốc này. Rồi, ok. Rồi, mình vô cái giao diện của lốc editor ha. Ở đây ví dụ như mình xóa hết những cái ghế này. Mình xóa hết những cái ghế mà đang xoay quanh nè, mình chỉ chừa lại một cái ghế duy nhất thôi. Và ở đây á, mình cố gắng á, làm sao á, mình đặt một cái thẻ. Mình định cái vị trí của cái ghế này, sau đó dùng cái tâm của cái bàn tròn này nè. Khi đó mình chỉ cần á, xoay cái ghế này thì tất cả những cái ghế còn lại nó sẽ xoay ra và mình có thể mua nó. Thì cách làm như sau. Bạn vào thẻ parameter nè. Bạn set một cái điểm boy là điểm tâm của cái ghế. Ở đây ví dụ như mình set để tâm ghế. Và mình có thể cho nó một cái tính năng là move được, có thể di chuyển được. Move ở đây á, mình chọn vào cái position nè, sau đó quét cái vật thể cần move. Enter thì nó ra cái tính năng này là có thể move được nè. Sau đó mình dùng thêm một cái tính năng thứ hai nữa là dùng thẻ parameter, dùng cái tab là rotation. Ở đây á thì mình sẽ set một cái base point, có nghĩa là tâm của đường tròn, làm sao á, cái ghế này nó sẽ xoay quanh cái tâm này. Ví dụ như mình lấy tâm của cái bàn này luôn nè, lấy tâm của cái bàn này luôn này, lấy tâm bàn rồi xoay một cái góc bao nhiêu. Ví dụ như mình xoay qua đây nè, đó, xoay góc này thì ở đây cái điểm này nè nó sẽ xoay theo cái tâm của cái bàn. Dùng cái thẻ action thứ hai, bạn sử dụng cái tính năng đó là rotate. Bạn chọn vào cái tính năng là rotation trong cái tab parameter, sau đó chọn vật thể cần xoay là mình quét cái ghế nè, enter thì nó ra được tính năng là xoay và tính năng này move nè. Sau đó mình load cái lock này để biểu diễn cho các bạn xem ha. Rồi, trong màn hình model bạn nhấp vào cái ghế này nè thì nó có một cái rib nó hiện lên ngay chỗ cái ghế, bạn có thể kéo nó ra là bạn có thể move nữa nè, hoặc là bạn có kéo về. Ngoài ra trong cái quét cái ghế nó cũng có một cái rib nữa là rib tròn này nè, thì bạn có thể xoay cái ghế này theo một cái góc mà mình đã định và tâm của nó chính là tâm của cái bàn ha. Ví dụ như mình cướp cái ghế đó rồi mình xoay cái ghế nè, hoặc là mình xoay xoay nó lại, xoay làm sao cho nó phù hợp. Và khi mà những cái ghế còn lại bạn làm cũng tương tự như vậy thì nó sẽ ra được những cái vị trí chỗ ngồi làm sao xoay quanh cái bàn ăn. Đấy không? Ở đây nếu mà các bạn dùng tâm đường tròn thì nó xoay thì nó khá là nhỏ, cái góc nó khá hẹp. Các bạn có thể dùng tâm tâm của cái viền cái bàn này nè thì nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như mình đổi cái này nè, mình đổi cái tâm của cái bàn này á, thì lấy theo cái mép của cái bàn này thì cái ghế nó sẽ xoay theo cái đường vòng cung này nè, nó sẽ đẹp nhất. Thì mình có thể làm lại nè, vào giao diện editor mình xóa hết cái này, mình làm lại từ đầu cho các bạn xem ha. Rồi ví dụ như mình có hai cái ghế đi, chút nữa mình sẽ làm hai cái khác nhau cho các bạn dễ dễ xem. Ví dụ như ba cái ghế cũng được. Rồi ở đây ha, mình làm lại. Đầu tiên vào thẻ parameter, bạn set cái boy nó, lấy cái tâm ghế làm vị trí position thứ nhất nè. Đó.
cũng tương tự như vậy, lấy tâm của ghế làm position thứ hai, và này là position thứ ba cho cái ghế thứ ba. Sau đó các bạn vào thẻ action, bạn sử dụng tính năng nó là move, có nghĩa là di chuyển của cái ghế theo tâm mà mình đã set. Thì ví dụ như cái move thứ nhất á, mình quét cái position thứ nhất nè và chọn đối tượng cái ghế thứ nhất, enter, nhớ nha, enter nó ra cái biểu tượng này là mới di chuyển được nè. Mình làm lại, move, chọn position thứ hai, quét cái ghế, enter, nó mới ra cái biểu tượng thứ hai, cũng tương tự như vậy, move cho position thứ ba, quét ghế, enter là xong. Là có nghĩa là mỗi cái ghế này nó sẽ tùy theo cái điểm grip và có cái biểu tượng move này, mình có thể di chuyển nó, mình chỉ cần nắm grip kéo đi là có thể move nó. Rồi mình sẽ cho thêm một cái tính năng nữa, đó là rotation vào thẻ parameter nè. Rotation bạn chọn cái gì, bạn đọc nè, basify spaceboy, có nghĩa là chọn cái tâm mà nó sẽ xoay theo. Ví dụ như mình chọn cái tâm là mép của cái bàn và chọn cái đường này là quay quanh cái tâm ghế nè, đó nó sẽ quay góc như thế này. À, rồi góc rộng bao nhiêu đó, thì mình sẽ xoay, ví dụ như xoay góc này thôi. Rồi vào thẻ action bạn dùng cái tính năng là rotate, chọn cái rotation nãy đó, trong cái parameter đó, xong quét cái vật thể cần xoay này, enter, nó ra cái biểu tượng này là xoay được nè. Cũng tương tự như vậy, mình làm cho hai ghế còn lại ha. Mình làm từ từ nè, parameter rotation lấy space boy là mép của cái bộ này, quét cái này ha, quét cái mép này, rồi xoay theo chiều nào, ví dụ như xoay theo chiều này, rồi xoay cho bằng này luôn đó. Vào action rotate quét cái rotate này, sau đó chọn vật thể cần xoay, enter, nó chưa ra nè, để mình làm lại. Rotate quét cái này, angle 2 nè, quét vật thể nè, enter, nó ra nè ha. Làm cho cái tương tự cho thứ ba luôn, rotation lấy space boy lấy này, quay một góc bao nhiêu, quay một góc như thế này và tâm nó rộng như thế nào, cái này. Rồi action rotate, chọn rotate thứ ba đúng không, enter, nó ra rồi ha. Mình lâu lại mình thử ha. Rồi nhấp vào cái ghế thứ nhất nó sẽ ra điểm grip, bạn có thể mua nữa nè, nhấp vào đây bạn có thể ra và bạn xoay nữa nè, thấy không, bạn xoay nó. Rồi ví dụ như mình xoay góc này đi, rồi điểm grip thứ hai nè, mình có thể xoay nó nè, cái góc này mình lấy chưa có đẹp, tại vì mình sẽ lấy theo cái này nè. Nếu như mà mình chọn lấy cái tâm của cái ghế hoặc là cái này thì nó sẽ đẹp hơn. Và cái cuối cùng nè, mua cái này ra và xoay nó đó, thì cái này chưa đẹp mình có thể di chuyển lại nè và mình xoay nó. Ở đây cái góc nó khá rộng đúng không, thì đây nếu mà đúng ra mình sẽ quét cái, mình lấy cái tâm của cái này và cái bán kính của cái này nó sẽ hợp lý hơn ha. Mình làm lại nè, ví dụ như mình vô lock editor đi đúng không, mình xóa hết những cái angle này đi nè, mình xóa hết những cái angle này đi, mình chỉ chọn lại ba cái position thôi. Và cái này á, cái ghế này nè, nếu như mà muốn đẹp á thì mình sẽ lấy tâm của cái này nè, bay boy ngay chỗ này là đẹp nhất đó. Mình làm lại nha, parameter nè, rotation, chọn cái điểm ngay chỗ này và lấy cái góc này là đẹp nhất đây, góc góc nghiêng mình có thể set nó, ví dụ như từ đây tới đây góc 45 độ đó, và nó rộng là cỡ này ha. Sau đó vào action rotate, chọn cái angle thứ nhất nè, quét cái ghế thứ nhất, enter, nó sẽ ra cái biểu tượng như này, nắm đây. Tương tự cái thứ hai cũng vậy, bay vô như chỗ này, lấy tầm ghế đi,
góc này góc 45 luôn. Ở đây nó lấy bằng cái này thôi, ví dụ như mình lấy bằng cái tâm này rồi đó. Rồi vô action rotate, quét cái angle 2, quét cái object là cái ghế thứ hai, enter nó ra đây. Rồi cái còn lại luôn, còn lại nè, space lấy tâm ghế nè, rồi có thể góc 45 kéo ra bằng cái chỗ này đây, action rotate, chọn cái angle 3 đúng không, chọn object enter, rồi load cái ghế thứ nhất nè các bạn, nè các bạn xem nè, xoay nữa chưa, ngon rồi đúng không, ghế thứ hai nè, ghế thứ hai nè, ghế thứ hai, ghế thứ hai là đây nè đó, ghế thứ ba, ghế thứ ba nè đúng chưa. Và ở này mình có thể mua lại, ví dụ như nắm điểm rip của nó nè, nắm rip mua lại, nắm rip mua lại, nắm rip mua lại đó. Và ở này nếu mà mình xong rồi mình có thể mirror nó qua ha đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn hai tính năng đó thôi, đó là một là tính năng move trong cái position, và tính năng thứ hai đó là rotate trong tính năng rotation. Mình sẽ kết hợp hai cái tab đó là parameter và action để đưa ra được những cái góc xoay cần thiết cho những cái vật thể ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của mình.